Em lên lại một cái dòng Wonder Chef nhé. Wonder Chef dòng lồi siêu, gọi là siêu hiện đại. Siêu hiện đại luôn. Dòng này của nó 5,5 lít nhé. 5,5 lít đây này. Dòng này của nó là 5,5 lít. Dòng này của nó là nó làm thuộc dạng nó dòng nồi cao cấp nhé. Nó làm dòng nồi cao cấp. Đấy, dòng nồi cao cấp luôn. Đấy, thì con này về hình thức thì rất là ok, rất là đẹp. Đó. Rất là ok, rất là đẹp. Đây, em mở ra nhé. Con này là mở. Đâu nhỉ? Đây, con này là mở kéo xuống. Còn đóng lên là đấy. Đây. À, kéo xuống là khóa. Còn mở là đóng lên. Đó. Rồi, đấy. Con này của nó thì đó, đây, rất ok. Còn nước bên trong nhé. Em bỏ cái nước đi. Đó, con nồi này còn rất đẹp nhé. Con nồi này cảm giác như là còn cực kỳ đẹp luôn đó. Đó, đó. Đó, đẹp lắm quý vị ạ nhé. Đây, đó. Nồi liệt các thứ nó đẹp keng luôn. Đó, đây bên ngoài nhé. Bên ngoài của nó này. Đó. Đó. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, cái này về quý vị nấu qua cái là sạch mịn màng nhé. Đó. Đẹp lắm con ạ. Con này đẹp lắm. Đấy, quý vị nhìn cái tay cầm của nó là biết này. Đó. Đây này. Đó. Đây, nồi này em vừa thử. Vừa thử xong nhé. Đó. Rất ok này. Cái rong diệt chuẩn. Xanh dờn luôn nhé. Nét căng. Đó. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Đó, đẹp lắm luôn. Đấy. Con này còn quá đẹp luôn. Tem mác các thứ vẫn còn đầy đủ trên nắp luôn. Dòng Wonder Chef là một dòng gọi là gần như người ta gọi là vua đầu bếp ở bên Nhật. Đó. Vua đầu bếp của bên Nhật luôn. Đó. Con này của nó là 5,5 lít cho nên là quý vị dùng gần như cực kỳ thoải mái nhé. Quý vị dùng cực kỳ thoải mái. Con này dòng cao cấp này bình thường người ta thường hay bán tầm khoảng triệu 7, triệu 8 đấy. Nhưng mà nhà em thì bán thì không có ra đấy nhé. Nhà em bán giá cực rẻ cho quý vị. Con này em bán cho quý vị với giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó là 990.000. Thôi để quý vị 950.000 nhé. 950.000. Đấy. Quý vị nhìn này. Cái lồi cầm nặng trịch luôn. Nặng chịu tay. Đấy. Lồi cầm nặng lắm ấy quý vị nhé. Con này Linh nấu thì cực kỳ gọi là phê luôn. Đó. Con này Linh nấu thì cực kỳ phê luôn. Đó. Không có giá này đâu quý vị nhé. Đấy, giá này của nó thì gần như không có trên thị trường đâu nhé. Quý vị mua không bao giờ mà có được giá này luôn. Em khẳng định luôn với quý vị là như vậy. Ok, quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhé. 950.000. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Đấy, để sở hữu một chiếc lồi cao cấp của Wonder Chef. Những dòng thường của Wonder Chef thì em đã bán 950 rồi đấy. Nhưng riêng con này em vẫn bán khuyến mại cho quý vị. Đó. Bởi vì những quý vị theo video thường xuyên của bên em nhé. Đấy. Và có những quý vị đã mua vài cái lồi rồi. Đấy. Lồi nhỏ cũng mua, lồi to cũng mua. Đó. Cho nên là nhiều lúc em vẫn cứ bán giá gọi là trên trời dưới bể luôn. Đó. Đây, cái lồi nhầy, lồi dày dặn và chắc lịch nhầy luôn, em cầm chịu tay luôn này. Đấy, em cầm chịu luôn cả tay luôn. À. Đấy, quý vị thấy không? Đấy. Đấy, nó cầm nó nặng như thế này cơ mà. Đấy, cực kỳ nặng luôn nhá. Đó. Nói chung là đưa thêm cả cái nắp kia vào nữa chắc tay em không cầm nổi luôn. Đấy. Nồi nó phải như thế chứ quý vị, không phải đâu như cái lồi mình đâu cầm ngón tay út này nhấc vèo lên được. Đó. À, con này đun từ, đun ga, đun hồng ngoại. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn, đẹp long lanh nhá. Con này đẹp long lanh luôn. Đẹp long lanh luôn đấy quý vị. Quý vị nào mua được con này thì thôi khỏi nói sướng, gọi là cực kỳ luôn đấy quý vị. Nhìn này, cái đáy lồi vẫn còn viền xoay nhé, chưa sử dụng đến luôn đấy. Oánh người ta chưa sử dụng gì đến, đâm ra vẫn còn cái viền xoay của inox. Ok, quý vị nào lấy thì xin liên hệ với em nhé. Zalo và điện thoại là em đọc lại nhé, 0966594581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Nồi này dùng cho 5-6 người thoải mái các nhà, vì nồi này là thuộc diện dòng gần như to nhất luôn rồi. Đó. Dùng thoải mái luôn các loại. So với những dòng này của hãng này là gần như to nhất luôn nhé. Đấy, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.